Trên hành trình kiến tạo giá trị cộng đồng cho cư dân tại những vị trí tiềm năng còn ngủ vùi, tạo dựng một thương hiệu bất động sản uy tín, mang lại cuộc sống chất lượng cho cộng đồng, Sen Invest đã và đang thành công với rất nhiều dự án nổi bật như dự án chung cư Parkview Residence Hà Đông, dự án đất nền Lotus Garden Bắc Ninh, dự án Sentosa Riverside, Ngọc Dương Riverside tại Đà Nẵng. Đặc biệt nhất phải kể đến The Cây Park, dự án đã làm sáng bừng khu vực Hà Đông. Và dự án mới nhất của Sen Invest mang tên Bình Minh Garden sẽ tiếp tục là câu chuyện nối dài tâm huyết của một đơn vị bất động sản hướng đến sản phẩm thực, giá trị thực. Tiếp tục kế thừa những giá trị cốt lõi, phát huy điểm mạnh để từ đó tạo nên một không gian đáng sống với cộng đồng cư dân văn minh ngay tại cửa ngõ Đông Bắc Hà Nội. Bình Minh Garden hiện lên như một điểm sáng tại quận Long Biên. Tọa lạc tại số 93 Đức Giang, Bình Minh Garden sở hữu tầm nhìn toàn cảnh hai con sông, sông Hồng và sông Đuống tuyệt đẹp. Là trung tâm kết nối, tiếp giáp nhiều tuyến đường huyết mạch, dễ dàng di chuyển các tỉnh lân cận như Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng. Cùng cơ sở hạ tầng giao thông phát triển, Bình Minh Garden cách phố cổ chỉ 15 phút di chuyển và cách cầu Đông Trù 800m. Bình Minh Garden được quy hoạch tối ưu dành cho mục đích ở và kinh doanh với 3 loại hình là chung cư hỗn hợp, shophouse và tòa văn phòng. Trong đó, tòa chung cư Bình Minh Garden hiện lên như một biểu tượng sống mới với 25 tầng nổi và 3 tầng hầm, gồm 494 căn hộ và 2 tầng trung tâm thương mại hiện đại. Với mong muốn đem đến cho cư dân một cuộc sống tiện nghi, đơn vị phát triển dự án Sen Invest rất chú trọng trong thiết kế. Tòa chung cư Bình Minh Garden được chia làm 2 block chỉ với 22 căn một sàn. Với thiết kế hình chữ U, không chỉ giúp tăng số lượng các căn góc, các hướng view đa dạng, mà còn đảm bảo luôn có gió và ánh sáng tự nhiên trong mỗi phòng căn hộ. Các căn hộ có diện tích linh hoạt từ 73,22m2 đến 104,12m2 với thiết kế thông minh, không gian mở, giúp căn hộ rộng thoáng, tối ưu công năng sử dụng, đảm bảo không gian sinh hoạt, thư giãn cho cư dân. Mỗi căn hộ đều bố trí hai lô gia rộng, so le nhau. Điều này giúp tạo luồng gió đối lưu hiệu quả. Không những thế, đây còn là nơi các cư dân tương lai được phóng tầm mắt, ôm trọn khung cảnh bên ngoài, tận hưởng một khoảng không thư thái và thoáng đãng. Đến với Bình Minh Garden, cư dân tương lai còn được tận hưởng những tiện ích vượt trội, xứng tầm đẳng cấp. Đó là bể bơi thác tràn, nằm tại tầng cao nhất của tòa chung cư, rộng tới 97,5m2. Đây sẽ là nơi lý tưởng để bạn thư giãn, thả mình vào làn nước trong mát giữa mây trời. Vườn Sky Garden, khu vườn trên cao, tràn đầy sắc hương với vẻ đẹp của miền nhiệt đới tuyệt đẹp, rộng 850m2. Trung tâm thương mại thời thượng, địa điểm mua sắm, vui chơi, giải trí với sự góp mặt của nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Hệ thống gym, fitness và spa hiện đại. Hơn thế nữa, chung cư Bình Minh Garden còn được thừa hưởng toàn bộ hệ thống tiện ích, cảnh quan từ shophouse Bình Minh Garden, đó là vườn Ánh Dương rộng 6.610m2 với quy hoạch mở là nơi phục vụ nhu cầu vui chơi, thư giãn cho hàng nghìn cư dân mỗi ngày. Khu vui chơi trẻ em ngoài trời, nơi các bé được thoải mái nô đùa và rèn luyện thể chất. Sunny Town, khu phố sầm uất với đa dạng mặt hàng phục vụ cuộc sống cư dân. Food Center, nơi mang đến những trải nghiệm độc đáo về sắc, hương, vị trong chuỗi ẩm thực phong phú, đa dạng, cùng hàng loạt các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp, tiện ích khác. Bên cạnh đó, xung quanh dự án còn có hệ thống giáo dục chất lượng từ mầm non đến trung học phổ thông, rất thuận tiện cho việc đưa đón con em đi học. Tất cả tạo nên một tổ hợp đầy đủ tiện ích với không gian sống xanh mát, khoáng đạt, đáp ứng mọi nhu cầu của các cư dân tương lai tại Bình Minh Garden. Đây sẽ là nơi lý tưởng để xây dựng một cuộc sống thịnh vượng, một cộng đồng văn minh cùng cơ hội đầu tư kinh doanh hấp dẫn. Và Sen Invest sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh, đó là mang tới giá trị sống thực nhất cho cư dân tương lai. Bình Minh Garden, ở vui, sống trọn.